Hoàn lưu cơn bão số 3 cũng gây ra mưa lớn trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Lũ lụt và sạt lở đất đã gây cô lập cục bộ địa phương trong nhiều giờ, nhất là ở những địa bàn có nhiều con suối cắt ngang đường giao thông huyết mạch và xã. Không chỉ chia cắt về giao thông, mưa lũ cũng đã gây ra rất nhiều thiệt hại về tài sản và hoa màu của người dân. Ước tính tổng thiệt hại lên tới gần 10 tỷ đồng. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Đà Bắc, mưa lũ đã làm sạt lở, khiến 24 gia đình phải sơ tán khẩn cấp. Tỉnh lộ 433 từ thành phố Hòa Bình đi các xã Mường Chiềng, Đồng Nghê, nước lũ tràn về gây ách tắc đường hoàn toàn. Nhiều tuyến đường từ trung tâm huyện đi các xã cũng bị tắc hoàn toàn. 10 hectare lúa tại các xã Hào Lý, thị trấn Đà Bắc, Tân Minh, Đồng Duộng bị lũ cuốn trôi cùng nhiều đồ đạc và gia súc, gia cầm của nhân dân, ước tính thiệt hại khoảng gần 10 tỷ đồng. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân huyện Đà Bắc đã chỉ đạo các xã huy động lực lượng và phương tiện để ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, cắt cử lực lượng trực tại các ngầm, hồ, chủ động các phương án sơ tán, di chuyển dân khi tình huống cấp bách xảy ra.